Cố lên con, cố lên, ha, cố lên. Đang gồng đấy, gồng, gồng để kéo ra. Tức quá, không trả được, tức quá. Nhưng mà gồng của Phong đấy là gồng lời chứ không phải gồng sức, anh hiểu không? Giờ như đi ị thì cũng dặn bằng tiếng chứ không phải dặn bằng cái nít. Chân hai chân đào tay vâng. Kéo kênh rồi vâng. Kỹ thuật đằng hàng đấy chưa đó. Đấy, thấy chưa, kênh đó, thấy chưa? Cố lên con, giời có gì đâu, con tháo được mấy kia rồi mà. Cái đấy con tháo ra rồi. Thôi à, bỏ cuộc à? Kém thế à? Hả? Cố lên chứ. Bỏ cái kia ra đi, bỏ cái kia ra xong rồi mình kéo cái gương lên. Chơi chơi tạm cái con hươu đã hả? Để lấy sức lạ. Bắt đầu, tiếp nha. Ô, nó đè lên trên của con đó hả? Ôi, nó đè lên chân của con hả? Ừ, thì con vứt con đấy ra. Ừ, thì nó đè lên chân của con á. Nó nhẹ hều quá. Ê, không kéo được thì tát kìa, kéo kìa. Thế nào không kéo được bắt đầu ăn vạ kìa. Xấu hổ chưa? Quê xuệ. Ê, cái đầu quê xuệ. Ồ, oh, quá. Ôi, còn lại một tí giấy, chả nhẽ là ăn hết cả giấy rồi. Xong rồi, con đang làm gì đó? Xong ơi, xoay gương chứ phải liếm gương đâu. Xong ơi. Mặt nhăn nhó mà không ra tí nước mắt nào cả. Dán quá. Không có cảm xúc thì ra ra nước mắt được ạ. Và vịt thôi.